Liên quan đến việc người tiêu dùng tại Việt Nam phản ánh về chai rượu Glenmorangie 10 năm tuổi do Glenmorangie sản xuất và được Moët Hennessy nhập khẩu xuất hiện dị vật lạ bên trong, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã nhiều lần liên hệ với phía Moët Hennessy. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa thông tin chính thức về việc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Chai rượu này lên kệ cuối tháng 8 năm 2018, xuất xứ từ Scotland. Quan sát bên ngoài bằng mắt thường, dị vật bên trong chai rượu có kích thước khá lớn, dẹp và chìm dưới đáy. Chai rượu này chưa bị ngoại lực tác động, chưa bị mở nút, tem nhập khẩu của hải quan vẫn còn nguyên. Trên thân chai có ghi rõ địa chỉ nhà sản xuất, mã vạch, cách phân biệt hàng thật, hàng giả và tên nhà phân phối sản phẩm chính hãng. Trong buổi làm việc với báo chí ngày 6 tháng 6 năm 2019, phía nhà sản xuất Glenmorangie vắng mặt, phóng viên đã yêu cầu Moët Hennessy và Glenmorangie sắp xếp buổi họp báo cung cấp thông tin cho người tiêu dùng và báo chí. Sau nhiều lần liên hệ với Moët Hennessy kèm theo nội dung bằng văn bản, tuy nhiên tới nay, sau 15 ngày, phía Moët Hennessy không có bất kỳ thông tin nào cung cấp cho người tiêu dùng. Được biết, Glenmorangie là dòng rượu whisky nổi tiếng ở Scotland từ những năm 1843. Được quảng cáo với quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín, hiện sản phẩm đang được bán tại nhiều nước trên thế giới. Trước những thắc mắc về dị vật xuất hiện bên trong chai rượu này và sự chậm trễ thông tin cho người tiêu dùng, thì người tiêu dùng tại Việt Nam và thế giới có quyền lo ngại về quyền lợi của họ có được Moët Hennessy và phía nhà sản xuất Glenmorangie đảm bảo hay không nếu dị vật kia có hại cho sức khỏe. Với quy trình sản xuất khép kín và một thương hiệu rượu nổi tiếng thế giới, thì dị vật trên lọt vào bên trong chai rượu bằng cách nào? Glenmorangie có buông lỏng trong khâu quản lý giám sát sản xuất. Với quy trình sản xuất khép kín và một thương hiệu rượu nổi tiếng thế giới, thì dị vật trên lọt vào bên trong chai rượu bằng cách nào? Glenmorangie có buông lỏng trong khâu quản lý giám sát sản xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. That.